khu tái định cư ngõ 156 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, với gần 300 căn hộ. 8 năm sau hoàn thiện vẫn chưa có người về ở, nhích nhác với rác và đầy nước thải. 7-8 năm nay cứ để như thế này thì không biết là để thế nào, không biết bao giờ về để ở. Bây giờ xây xong rồi cứ bỏ đây xong rồi bẩn thỉu, xong rồi cây cối mọc tùm lên thì để xây đây để làm gì? Còn đây là khu tái định cư tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. 5 tòa nhà bám mặt đường lớn nhưng cũng chỉ có 2-3 hộ dân về ở. Tầm 5 tòa mà. Từ trên đầu này dọc xuống kia là hàng vài nghìn tỷ bỏ không như này quá phí luôn. Long Biên có tới 3 khu tái định cư cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng ở các quận huyện khác của Hà Nội nhưng bỏ hoang. Còn người dân của quận trong diện được nhận tái định cư lại phải tái định cư ở địa bàn quận huyện khác. Nghịch lý khiến công tác quản lý và tiếp xúc giải trình với nhân dân cũng gặp nhiều vướng mắc. Các hộ dân chưa về. Như vậy thì chúng ta có thể khẳng định một phần là các hộ dân được giao tái định cư cũng đã có các khu nhà ở khác hoặc tự lo chỗ ở. Gọi là nghịch lý thì nó cũng được. Người dân trên địa bàn quận Long Biên có quỹ nhà chưa sử dụng nhưng lại được giao đi tái định cư ở một địa bàn khác. Và đây cũng là ý kiến người dân trên địa bàn và chúng tôi cũng phải giải thích rất nhiều. Cái vị trí tái định cư ấy là nó không phù hợp với yêu cầu cuộc sống của người dân. Vấn đề thứ hai là chất lượng của nhà tái định cư là quá kém, quá thấp. Dịch vụ của khu tái định cư cũng thiếu thốn luôn. Sinh viên, công nhân thiếu nhà ở. Mà lại nhà ở vẫn thừa thãi, vẫn bỏ hoang. Thế trách nhiệm ở đâu? Hà Nội có tới trên 4.000 căn tái định cư ở 9 dự án bị bỏ hoang. Còn thành phố Hồ Chí Minh, con số lớn hơn rất nhiều với gần 10.000 căn. Cho thấy vấn đề quản lý sử dụng quỹ nhà tái định cư nhiều năm qua ở các thành phố lớn đang có quá nhiều bất cập, gây lãng phí một nguồn ngân sách khổng lồ. 14.000 căn hộ nếu trung bình mỗi căn chỉ ở 4 người thì sẽ giải quyết được chỗ ở lâu dài cho khoảng 60.000 người. Trong khi giá nhà chung cư tăng, giá nhà trọ cũng tăng, nơi ở tại các thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực sự là sức ép rất lớn với rất nhiều người dân. Thì việc lãng phí các khu chung cư không chỉ đơn thuần là lãng phí tiền bạc, ngân sách của nhà nước mà còn gây ra những phản ứng, thậm chí là bức xúc không chỉ với những người dân trong diện tái định cư mà còn cho cả xã hội.